Chiều ngày 22 tháng 11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên vùng biển thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến hai con tàu du lịch bị thiêu rụi. Vào khoảng 13 giờ hôm qua, trong khi đang di chuyển từ thành phố Cẩm Phả về thành phố Hạ Long, hai tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long là Ngọc Rồng 03 số hiệu QN6218 và Công Chúa 01 số hiệu QN5616 đều có công ty cổ phần du thuyền Đông Dương, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm cháy, hai tàu ở gần nhau nên ngọn lửa từ một tàu lan sang tàu bên cạnh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều tàu của các lực lượng chức năng đã áp sát hai đám cháy phun nước để dập lửa. Vụ cháy đang được điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.